Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review Tiros quạt đứng TS9184 giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thương hiệu Tiros xuất xứ Malaysia, chất liệu sản phẩm, kim loại, cộng dụng, dùng để quạt mát đối tượng sử dụng, tất cả các hộ gia đình, cách dùng, cắm phích điện, ấn phím nguồn để bật và sau đó chọn tốc độ cũng như chế độ. Khi muốn tắt ấn lại phím nguồn, kích thước lồng, 16 inch, 45cm, trọng lượng, 9,2kg, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm.